Rồi, quý chị thân mến, trong loại này mỗi anh chị Kim Trung sẽ được nhận một con Pikachu và một phần nước uống miễn phí từ quầy Tibo ở đằng kia. Và quý vị thân mến, cũng đừng quên chúng ta sẽ bốc thăm may mắn để chọn ai là chủ nhân lớn nhất có thể chọn con bố bự chà bánh ấy, hoặc là một phần quà 800.000 đồng từ Lock and Lock. Rồi quý vị thân mến, và đặc biệt tối đêm nay, những tặng phẩm giá trị nhất sẽ ở lại đằng sau từ nhà tài trợ VH Silock, chìa khóa thông minh quý vị. Và quý vị có sẽ có cơ hội nhận thưởng qua một chiếc chìa khóa thông minh của thương hiệu VH Silock trị giá 2.800.000 đồng nha quý vị. Rồi, số mấy bạn gái nè? 41. Rồi, bà bao nhiêu? Số 3, dìa, yeah. 15, dìa yeah luôn. Vậy cầm em. 42, rồi 41, dìa yeah. 23, dìa yeah. 47, nguyên vàng kia dìa yeah. Rồi, chúc mừng chị gái nha. Rồi bây giờ chị một lấy gấu, hai lấy gốc, lóc anh lóc chị. Lấy gấu con rồi. Chưa có bồ thì nên lấy gấu ôm vậy cho nó ấm. Mà lấy gấu xong là cơ hội có bồ ít hơn, tại ấm không thèm kiếm bồ. Rồi quý vị thân mến, bây giờ các nhân viên sẽ rảo bước một vụ nhẹ trong đời tiếp theo với tất cả quý anh chị đang có mặt ở sân khấu. Rồi, mỗi lá vé chỉ có 10.000 đồng, quý vị ủng hộ nhiệt tình giùm tôi lượng nhé. Sau cái chơi trong loại này quỷ bỏ, trong loại kích thích và phưởng đem ra trong loại ngủ nghỉ tập cái mới trên tay vẫn là 10.000 đồng. Bà con ơi, chồng loại mới rồi và thò tay ngọc tay ngà và móc ra mỗi người 10.000 đồng để tham gia tham dự chồng loại mới. Rồi nhân viên cùng những em ở bên dưới và cũng đang phục vụ cho quý vị tận tay tận chỗ. Và cũng mong quý vị đến đây rồi đừng sờn lòng nản chí nha. Và dòng này mình không đoạt giải thì nhầm để ấy cho dòng loại sau. Dòng loại sau không đoạt tặng phẩm và quý vị để ống cho dòng loại sau nữa. Và cũng mong quý vị chương trình và ủng hộ và mỗi người một hai tấm vé mới trên tay dòng loại này. Bao cái là bao nhiêu? Không biết chưa? Không biết đâu đâu. Rồi, đâu rồi. Sao biết chưa trong khi chờ đợi và mỗi dòng loài chúng em sẽ phục vụ cho quý vị một ca khúc xong rồi sổ số quay lần đầu. Và bây giờ mời quý vị qua tiếng hát của người đẹp Lộ Lộ. Và quý vị thân mến, để sân khấu lắng động và Lộ Lộ xin phép được thay đôi giày mang đôi dép đã viết một bài hát tôi nóc cho quý vị nghe quý vị ơi. Và chúng ta cùng lắng nghe.